sòn của VUS. Rồi với cấu trúc của cái đề á thì luôn luôn là 8 câu nha. Thì trong 8 câu đó thì sẽ có 3 cái câu mà toán học thuần túy. Các em làm bài theo các cấp độ là từ dễ tới khó. Và đối với những cái câu lấy điểm thì các em cũng không được chủ quan. Còn đối với những cái câu tình huống thực tế thì các em đọc kỹ đề, dùng bút để gạch chân với những cái dữ kiện và kết hợp với suy luận cũng như là tư duy của mình để dễ dàng giải quyết bài toán. Điểm khác biệt đầu tiên mà cô thấy được ở đây đó là lớp học được tổ chức bài bản và chuyên nghiệp hơn, và đồng thời là có sự trợ giúp của đội ngũ trợ giảng giúp kết nối giữa cô và các em học sinh. Con cảm thấy cô dạy rất là bổ ích và con hiểu thêm nhiều điều, cũng như là gặp qua nhiều câu hỏi khó để có độ đa dạng và phân hóa cao hơn. Lớp học này rất là cần thiết đối với các em học sinh. Một là củng cố lại kiến thức của mình, và hai là các em cũng ra soát lại xem là mình còn thiếu sót ở mảng kiến thức nào, và để các em kịp thời ôn tập bổ sung.